bằng đêm chắc có cái gì ở đây. Gì? Con gì chết đây luôn. Sốc cái gì không bà? Dạ, Long Nghĩ TV xin mến chào ông bà, bác, chị em. Long xin chúc tất cả ông bà, bác, chị em ngày mới tốt lành, tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông Bảo ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi ưu ám mà Mỹ có dông linh, có quỷ dữ đang luyện thực đạo. Và những dông linh đang chết lâu năm chưa được siêu thoát, giáo hóa họ, họ về một ngôi hồ chua. Hiện tại thì Lan đang ở Thiên Cẩm Sơn. Đây, đây là cái vị trí trên cái hồ nước, hồ ở chùa này gọi là chùa Phật Lớn bên đây. Đó, thì ông chùa ông Phật Lớn ở bên đây. Đó, ông Bảo bác thấy không? Cho ông Bảo bác xem nhẹ thôi. Bây giờ Lâm sẽ di chuyển lên đây. Cái hành trình của Lâm sẽ chia sẻ cho bà con cô bác xem. Là cái hành trình này sẽ quay một cái đoạn đường Lâm đi tìm kiếm và giúp đỡ nhân lương. Cái đoạn đường này Lâm sẽ chia sẻ cho bà con cô bác xem nha. Ở đây thì không phải, thì Lâm sẽ di chuyển ra đằng sau. Thuốc đằng sau thì có chỗ để mà những nơi u ám mấy nhà quan bỏ để người ta trú ngụ. Cho nên là Lâm mới sẽ chia sẻ nơi đó. Em giúp được 2-3 cái dông linh rồi, trở lại đó Lâm chia sẻ. Bây giờ thì vui thế nào mời ông bà bác theo dõi nha. Lâm sẽ tướng hẳn ra cho ông bà bác ha. Bây giờ thì đi thôi nha ông bà bác. Đây là cái đoạn đường chúng ta đi tiến hành thẳng vào vị trí ở trên chỗ luôn đó nha. Ở đây thì người ta cây cỏi nó rất là nhiều. Bà bác ha. Phật Lớn ở đây nè. Cái đoạn đường này Lâm không phải lên Phật Lớn chia sẻ, hôm nay rảnh thì Lâm quay chùa này cho ông bà bác xem. Bây giờ mục đích là đi cái hành trình của Lâm đi qua giúp đỡ dông linh nha. Cái này tầm khoảng 9 giờ đó ông bà bác. Đây là cái chùa Phật Lớn này ông bà bác. Đây là một hành trình mình ra thẳng ngoài điện Nam Ông. Rồi bắt đầu xong cái mình sẽ chia sẻ những nơi ấy cho ông bà bác xem nha. Nè, cái tượng Phật rất là lớn đúng không? Đi tiếp nha. Không sợ bị ố cái gì vậy? Ố ha. Ở đây cũng không có cái nơi quốc rầu hoang du. Mặc dù trên kia là rất ồn ào chứ đổ mà. Bây giờ đổ từ đây đi ra. Đổ từ đây tới là hơi bị vắng. Cái đoạn đường cho chia sẻ cho bà con bác xếp. Cái đoạn đường nó xấu.
mà đi nó mệt như thế nào để cho mọi biết cái hành trình của Lâm đi tìm kiếm những cái vong linh mình giúp đỡ họ không phải là sướng đâu mà bác ơi, rất là mệt. Bây giờ Lâm sẽ đi tiếp nha. Cái đoạn đường này là đường đi ra ngoài điện Nam Ông. Điện Nam Ông ở trên Thiên Cấm Sơn đúng không bà? Cái đường này Lâm đi ra điện Nam Ông thôi, chứ có đường Thiên Cấm có đường tắt. Đi bộ vào cái nơi rất là hoang vu và hoang vắng, không có người luôn. Đó. Đây là cái đoạn đường bắt đầu mình sẽ tiến hành lên cái vị trí ngôi nhà ngoài để mình chia sẻ cho bà con bác xem nha. Đoạn đường này thì không có bậc thang nha mà bác, đường tự nhiên đi té thấy bà luôn. Mình sẽ đi tới bên kia luôn nha. Đây là khe đường bộ này, mà tiến hành thẳng vào trong những cái nhà quan. Ở đây thì có một cái số nhà quan rất là nhỏ. Thì cái này thì ông bà bắt cái Lâm hồi chưa chia sẻ được. Có cái chổi ra thì dưới đây một căn. Đây có lối đi rồi, đi vào trong nhà, ở nhà quán này. Mình sẽ vào trong nhà quán. Đêm chắc có cái gì ở đây đâu.
Gì? Con gì chết đây luôn. Sốc cái gì không bà? Hôi đó. Đây cái nhà cái gì có cục mối không bà? Nơi đây những có cục mối chắc chắn có nhân viên trú ngụ rồi. Cho hỏi có các trong linh nào ở đây không? Nếu có ai trú ngụ đây lang thang đói khổ thì tôi giúp cho được ấm no nha. Nếu như không có rồi, tạm sẽ sắp xếp đó là ban đêm nha mọi bác ha. Bây giờ tiếp tục cái hành trình mình đi tìm kiếm những nhân linh nha. Đi thôi, đi ra thôi. Cái khung này rất hoang vu, có tre không? Đi tiếp nha. Đây là cái đường bộ. Là ai đi bên đây á là chỉ đi đường bộ thôi. Nhưng mà đi cái đường này đường tự nhiên chứ không có làm ấy nha mà bác nè. Đường này đường là tự đi thôi. Chứ người ta không có làm cái gì cho mình nè. Tự mình đi. Thì xó giờ là cái đường này là tự nhiên, không có làm, gọi là bậc thang hay bậc gì vậy. Chúng ta đi phượt điều này nó mới vui nha các bác ha. Nhưng mà Lâm mà mục đích Lâm không có phượt đâu, là mình tìm kiếm những lung nhân linh giúp đỡ họ về ngôi chùa tu hành tu hiện thời. Đây là hành trình qua bên vị trí đó thì chắc có lẽ Lâm sẽ quay tới một cái đoạn nào đó thì lát nữa xe Lâm sẽ tiếp tục và chia sẻ gặp mau bác nha. Hành trình đi thôi, khi nào bắt đầu mới đầu Lâm sẽ chia sẻ clip bên kia cho bạn cùng xem. Còn cái nhà mới thời thì để hôm nào Lâm rảnh Lâm trả lời Lâm sẽ chia sẻ cho bà con bác xem nha. Trình cũng hơi xa mà bác ha. Vừa đi vừa chia sẻ cho bà con bác xem luôn. Chuyện dâu ta không? Con đường rất rập rồi, nó đi làm mà sợ là mua cái cây luôn. Dành chó mộng như khi dài dài cũng có nhà ta ở mà bắt. Trời núi giờ như nó giống như đồng bằng vậy thôi, chứ có
nó im lặng đâu, tối hát nhát âm sùm. Nhưng mà cái nơi nào vắng, thiệt là vắng là ma quỷ ở không đâu mà. Thì nó cũng sắp tới rồi, còn đoạn đường dài nữa, ông chia sẻ cho bà con cái đoạn đường đi đi tìm kiếm vong linh giúp đỡ nó gian nan lắm ông bà bác ơi, khổ lắm. Chứ không phải ông bà bác nghĩ như ông bà bác là nó sẽ dễ dàng đi tìm kiếm vong cái gõ liền, khi đi leo nguyên cái ngọn núi nó thi Cấm Sơn khi không gặp nó đừng nói. Cảnh này rất là đẹp luôn. Mình nói là cái trái gì đâu mà bác biết không nè. Không biết trái gì luôn mà. Mà tiếp tục nha. Đi thôi. Từ nào tới nha. Những cái nơi điểm nhìn quang thì Lâm bắt đầu sẽ ngưng cái video này. Đào đồng Lâm sẽ nghỉ mệt, nghỉ ngơi. Xong Lâm sẽ tiến hành thẳng vào cái nhà quang đó. Chia sẻ cho bà con bác xem. Kênh này là kênh Lâm Nguyên Vlog. Thì ông bà bác coi. Lâm giúp dông. Thì thường là những kênh kia có dông thì Lâm up lên kênh kia. Để cho bà con bác xem nha ông bà bác ha. Kênh này chỉ đi cái hành trình đi khám phá và chia sẻ cho bà con bác xem thôi. Có thể là cái kênh này chia sẻ nhiều thứ cho bà bác xem, chẳng hạn như là chùa chiền, núi Thiên Cấm Sơn, gọi là lý tượng Phật, cái kia nọ cái gì nó hay sẽ cho bà con bác xem. Lâu lâu có vong linh up lên luôn. Đây hoang vu. Bên đó là những khu rừng khu mộ nữa. Mình sẽ về chiều bên đó rồi coi chồng cái tôi mình đi. Cây nó ngã này, mình đi này nguy hiểm lắm. Đây đi mình đi này, chia sẻ mấy clip cho các bác xem. Đi mình đi này không rất là nguy hiểm nha các bác. Rắn rít rồi nữa này, khi nó trơn rồi đó. Bây giờ làm tâm linh cái khổ lắm mà bác ơi, chia sẻ cho bà con của bác xem cũng là một cái nghề. Trời xanh ra thì đã cho mình cái khả năng mình đi giúp đỡ tâm linh thì mình cứ làm theo cái nhiệm vụ của mình thôi. Bây giờ mình đâu có cãi mà thay đổi được không bác ha. Cái trách nhiệm với nhiệm vụ mình đó là từ khi già làm hết nổi thì không làm thôi, còn sức thì mình cứ việc mà làm. Nhưng mà bác hành trình
tiếp tục nha. Gần tới mấy số cái nhà hoàng mà trước là đã chia sẻ cho bà con cô bác xem mà có mấy cái dòng cũng dữ dữ không. Tiếp đó là cũng khá là lâu, lúc đó còn nghĩ tâm đi chung, nghĩ tâm đi tu, bây giờ không còn cái gì nữa. Chiếc xe ở đây là nhà người ta đậu trên đó, đó vị trí trên đây là người ta đi đậu về đường, đúng đường xe nhà ít chạy lắm, ít có xe lắm, có mấy cái nhà trên đó thôi à.